chúng ta gặp duyên không đồng quý vị. Nhớ, có những người chúng ta mình gặp Phật pháp, mình lại gặp được một người hướng dẫn, mình nghe mình áp dụng cái mình có cái thành công liền. Còn có những người mình gặp Phật pháp, mình không gặp được người hướng dẫn đúng mục tiêu, nên đi vòng vo tam quắc nên mình không được có kết quả. Nên những đức mới nói là gặp duyên không đồng. Thí dụ như bản thân những đức khi phát tâm đi tu, những đức gặp một cái vị thầy đầu tiên là Tu Mật Tông. Thầy rủ những đức đi đến chùa thầy ở đi tu, mà thầy nuôi nít. Những đức không có phương hướng gì hết quý vị à. Thì những đức cũng hứa với thầy, còn một tuần nữa những đức đi đến chùa thầy. Thì trong một tuần đó lại có người bạn rủ những đức đi đến ngôi chùa tu tịnh độ, là Tịnh Thất Quan Âm hồi đó. Những đức đi đến đó tu 3 ngày. Thì những đức đi đến đó, những đức thấy Pháp Môn Niệm Phật mình tu được, thích quá. Và những đức về nói với thầy rõ ràng là con gặp được một ngôi chùa tu tịnh độ, con không đến chùa thầy được, con đến ngôi chùa tu tịnh độ đó con tu con niệm Phật. Người thầy nói rằng tốt con cố gắng nghe. Thì những đức đi, nó rất là rõ ràng. Nhờ như vậy mà những đức có được chút thành tựu ngày hôm nay. Là ngay chỗ nào? Những đức gặp ngay ngôi chùa tu tịnh độ, mà ngay chỗ thầy giảng pháp ngày xưa cũng được lợi ích lớn, đơn giản bình dị. Và những đức vào chùa tích cực vô cùng, mà nghe Thiên Hòa Thượng Tịnh Không giảng có tư tưởng rõ ràng luôn. Từ nơi đó mà những đức thành công, là nắm chắc ngay câu Phật hiệu, như đức áp dụng câu Phật hiệu luôn. Nếu như mà mười mấy năm nay mình đức vẫn là nghe Hòa Thượng nhồi nhét nghe dị hoài, nhà đức cũng chưa chắc thành công ngày hôm nay. Nhờ nhà đức nghe xong, nhà đức áp dụng liền ngay câu Phật hiệu và truyền tải từ bản thân mình nghe pháp, rồi truyền tải ra cho đại chúng nghe làm sao phù hợp nhất. Vì ngày xưa nhà đức trên kia, nhà đức kinh nghiệm chúng trong chùa được cho nghe pháp Hòa Thượng giảng, nhưng mà mỗi người thì suy nghĩ khác nhau, tiếp nhận khác nhau, nên tâm tư của họ cũng bất thường, không ổn định. Người nghĩ cách này, người nghĩ cách kia, người nghĩ cách nọ. Ở trong chùa được lo, mà ý nghĩ của họ là nghĩ ở đâu vậy, nên họ không có biết cảm ơn. Từ nơi đó mà họ không có kết quả đặc biệt. Nên tới đời những đức nuôi chúng là những đức quy nhất, đem những lời giảng của chư tổ sư truyền tải qua văn tự của chính mình chia sẻ, để cho họ phù hợp với căn tính họ luôn. Nhờ như vậy mà hình thành được mấy điểm chùa chúng rất là đông, là ngay sự truyền tải đơn giản bình dị có phương hướng. Nên những đức học Phật được có kết quả là nhờ có mục tiêu rất chuẩn xác. Nên có một câu nêu lên rằng là muốn thành đạt sự nghiệp từ đời đạo phải làm sao? Phải có mục tiêu chuẩn xác. Thí dụ như Pháp Môn Tịnh Độ này, chúng ta đi học Phật gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ. Quý vị coi Pháp Môn Tịnh Độ, già trẻ bé lớn ai cũng tu được. Quý vị nhắm ngay mục tiêu này, truyền tải đơn giản nhất là quý vị thành công. Quý vị thành công là chắc chắn luôn. Còn nếu như quý vị lang thang nghe đầu này ngóng đầu kia học đầu nọ, quý vị đi thêm vài chục năm nữa cũng không có kết quả. Mà vài chục năm đó thì bỏ ra, người ta chuyên nhất, người ta có mục tiêu, người ta đã thành công rồi. Như đức mười mấy năm thôi, như đức bây giờ quý vị coi nổi tiếng khắp nơi nơi luôn. Mục tiêu rất rõ ràng, đúng không? Nên mấy anh em mà ở trong những điểm chùa mình, chỉ cần chân thật niệm Phật thôi, sống đơn giản bình dị, chân thật niệm Phật là thành công. Có phương hướng rõ ràng luôn. Người cùng thời đi xuất phát tu với mình, họ đi chỗ này chỗ kia nghe đầu này học đầu nọ, mười năm sau quý vị, mười năm sau trong chùa bị biết hết trơn, thì làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời rõ ràng luôn.
Nó nói là gặp duyên không đồng. Học Phật mà không có kết quả là ngay chỗ nào, không có mục tiêu. Phật tử cũng vậy, nghe Pháp cũng không có mục tiêu. Nghe tứ tung, nghe lang tang, nghe thì rất là hay, nhưng lại không có phương pháp tu gì cả, sao bị có kết quả. Phật tử mà về chùa mình như Đức hướng dẫn rõ ràng là quý vị tu, quý vị có mục tiêu. Tu tịnh độ như Đức chỉ bị rõ ràng áp dụng tại gia. Vì coi cái thời khóa tu của chùa mình bây giờ kìa. Nói mà cái lượng người mà ta vô mà ta trực tiếp người ta tu chung thôi. Mà đây là cái thời khóa có sẵn rồi mình đưa lại trực tiếp thôi đó. Mà người ta vô người ta tu chung rất là đông mỗi thờ. Mỗi thờ tu rất đông. Thêm cái là tại gia đình người ta rất nhiều người. Người ta có âm thanh sẵn người ta bật người ta tu luôn. Có cô kia cô gặp như thế cô nói rằng con đi ngang một cái xóm đó, thầy biết rằng buổi chiều một cái là họ bật cái điệu lễ Phật của thầy rinh rang cả xóm một đoạn đường dài. Có một cô kia cô nói rằng có một đoạn đường đi lên chùa, một ngôi chùa mà người Phật tử người ta ở xung quanh đoạn đường đó, thờ khóa tu của người ta là toàn là nghe tiếng của thầy niệm không. Thấy rõ ràng không? Đó là vì cái thờ khóa tu người ta tu được quý vị ơi. Đưa ra cái thờ khóa người ta tu được. Dù là tại nhà người ta vẫn tu được. Vì sao biết không? Cái điều chung á, từ chậm đến nhanh nó hô hà lên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta tại gia người ta niệm Phật gì thì người ta mới niệm được. Còn nếu như mà quý vị mà chậm quá chậm quý vị, coi người ta ngồi ta niệm không nổi. Hoặc quá chậm ta tu không được. Còn cái điều lễ Phật thì như một lượng sống nên ta áp dụng được. Mà thời khóa nó vừa thời gian người ta tu được luôn. Nên nhà Đức tính đến cái mức gì, nên thời khóa đưa ra thành công. Nếu quý vị thấy đa phần cái điều lễ Bồ Tát Quán Thế Âm ngày xưa nhà Đức áp dụng, quý vị thấy thành công ghê không? Mà nhiều nơi khắp nơi nơi người ta lại, người ta cũng lấy cái thời khóa ngày xưa lễ Quán Âm ta lễ. Cả người ta lấy cái điệu của thầy trên kia, người ta cũng lấy cái điệu ngày xưa. Cái điệu mà lễ mà một người sướng rồi nguyên một vàng niệm là ta lấy cái điệu đó quý vị. Chứ người ta không có lấy cái điệu chậm. Rõ ràng căn tính con người mình bây giờ chậm á, là con người người ta nó vô không được. Tu nó ngán ngẩm, nó mệt mỏi lắm quý vị. Nên nó phải hô hà mà nó như một lượng sống vậy đó. Ào 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 ào. Con người mình càng về sau con người mình càng ngủ quý vị. Càng về sau thì càng ngủ nhiều. Căn tính con người càng về sau càng ngủ nhiều. Nên giảng pháp cũng phải sống động, thời khóa tu phải sống động thì có người ta mới áp dụng được. Quý vị coi như chùa mình, quý vị tính thì thấy rõ ràng không? Bốn thời tu nhà Đức đều để một đoạn pháp ngắn, 5 phút 7 phút vô, thấy rõ ràng không? Đây là cái chỗ quý vị đi tu, quý vị thấy rõ ràng không? Thầy ông tính ra rất kỹ. Quý vị coi bây giờ người này chưa biết gì chứ lên chánh điện tu là họ sẽ nghe được một đoạn pháp ngắn 5 phút 7 phút. Mà những Đức nghe chia sẻ ra nó chuẩn ngay chỗ người ta tu phải hưng khởi tâm tu. Thì thấy cái buổi sáng không? Vì nghe rõ ràng không? Phấn chấn lên. Rồi ngủ gạt. Mục tiêu của chúng ta tu là để cầu giải thoát, chứ không phải là tu cho hết giờ, phải không? Làm cho nhiều người phấn chấn lên. Rồi buổi 8 giờ rưỡi phải nói cách thì sao? Rồi buổi chiều thì những Đức lót vào cái chuyện phá thai đồ này kia đồ. Cầu siêu cầu an cho người thân thì sao? Giờ cũng đi thật thì sao? Lót vô. Buổi tối thì như thế nào? Rõ ràng có 4 thờ. Những Đức kép đoạn nói chuyện ngắn vô. Hồi đó ví dụ như niệm dạo chứ 20 phút. Những Đức bớt lại còn 13, 14 phút. Những Đức đưa đoạn pháp vô, kép chung vô thành 20 phút. Dẫn ra lễ Phật 45 phút bình thường. Những Đức không cho nó thêm nữa. Quý vị phải nhớ căn tính của người bây giờ, thà bớt chứ đừng thêm thì họ mới tu. Còn thêm là họ ngán. Chứ quý vị biết đó, căn tính của người bây giờ vậy đó. Chứ đừng có nói mà tu nhiều mà hay, họ không tu á, cũng không được mấy người tu. Nên những Đức tính kỹ ra như vậy hết, những Đức mới thấy thì ra là cái phương pháp niệm Phật lễ Phật chuẩn thành công, nhiều người áp dụng. Phương pháp lễ Quan Âm ngày xưa chuẩn, thành công. Chắc chắn luôn. Khuyên bản đó duy trì đi. Phiên bản đó duy trì đi. Đừng thay đổi. Thay đổi là thất bại. Đừng có thay đầu này đổi đầu kia, thay đầu này đổi đầu kia.
Quý vị làm bậc chuyên gia nó sẽ thành công rất là cao. Nếu như quý vị làm bậc thông gia, thất bại. Thông gia là muốn ra vẻ mình là người hiểu biết rồi, người lập phương pháp tu đủ chuyện hết chứ. Làm viết rồi càng ngày càng dở. Càng ngày càng dở. Quý vị biết cái nước Nhật nó đặc biệt. Từ xe cộ của nó ra quý vị coi. Dù người ta ra một chiếc xe mẫu mã rồi, phương tiện bên trong đồ phong phú, nhưng mà chiếc xe người ta không có mắc gì mấy. Xe Nhật nó ra đơn giản, như từ Innova rồi Fortuner rồi này kia, thì biết rằng nó không có thay đổi bao nhiêu chứ. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là máy móc thật chất. Nhưng quý vị coi, hãng xe Nhật là người ta luôn luôn ưa chuộng. Công chúng người ta luôn luôn có lòng tin. Thấy không? Còn nhiều công ty xí nghiệp có thay đổi suốt luôn, nhưng mà nó lại không chất lượng. Thì từ nơi đó quý vị phải nhớ rằng, cái gì mà đã thành công cứ duy trì hoài đi là thành công. Bạn đừng nên thay đổi. Bạn thay đổi, càng thay đổi càng dở. Nhớ kỹ, càng thay đổi nó sẽ càng dở. Nó càng thay đổi thì càng dở. Mình mà duy trì được thì nó mới đi thành công. Nên những đức ngày nào cũng chia sẻ với một tình độ, những đức đâu có ngao ngán đâu. Nhắc mình siêng niệm Phật, nhắc người niệm Phật, nhắc mình niệm Phật, nhắc mình niệm Phật, nhắc người niệm Phật. Làm gì mà nhàm? Bản thân mình có gì cực lạc chưa mà nhàm? Nói thêm văn tự cao siêu gì? Cứ mỗi ngày nhắc gì, quý vị nghe tư tưởng rõ ràng nghe. Vì sao bạn học Phật không được lợi ích? Vì chính bạn không có phương hướng. Học Phật không có định hướng. Quý vị coi, hồi đó Như Đức quen vị thầy đầu tiên tu mật tông, thầy kêu Như Đức đi đến chùa, Như Đức hứa. Xong Như Đức còn lưỡng lự, cứ để đó chờ xem. Thì nhân viên Như Đức gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, cái là Như Đức về nói thẳng với thầy là con đã gặp được một cái chỗ tu chuyên niệm Phật, con xin thầy con đi đến đó. Nếu như Như Đức quen với thầy mà Như Đức dụng tình với thầy, bây giờ mình đi sao thầy buồn, thôi mình ở đây mình tu với thầy, thì làm sao Như Đức có ngày hôm nay. Đây là cái câu đặc biệt mà Như Đức muốn nhắc quý vị. Khi bị gặp Phật pháp, bị nghe người một người giảng pháp, nhưng mà từ đó giờ nghe vị thầy này, mình chỉ biết được Phật pháp nhưng không có phương pháp tu, và cũng không có mục tiêu giải thoát gì. Bây giờ mình nghe được người giảng mục tiêu giải thoát là mình buông ra, mình chuyên nghe giải thoát để mình áp dụng phương pháp tu để được cuộc đời tu mình có kết quả. Con người phải có góc độ đó quý vị. Khi bị có góc độ gì thì bị tu mới có kết quả. Còn nếu như bị không có góc độ đó, bị thất bại liền. Dẫm chân một chỗ không tiến được con đường tu. Nhớ kỹ nha. Ví dụ như bây giờ mình ở ngôi chùa, mình ở ngôi chùa không có tổ chức gì chứ, không có phương hướng tu giải thoát gì, thì mình gặp một cái điểm tu giải thoát thì mình hướng đến chứ. Huệ mạng mỗi một con người chúng ta phải duy trì chứ. Mình phải nuôi huệ mạng của mình chứ, ai cứu giúp mình? Người ta cho mình cơm ăn áo bận chứ không ai cho mình cái chuyện giải thoát được đâu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, cái chuyện giải thoát mỗi cá nhân mình phải cố gắng. Nên mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo mà được nhắc nhở gì, rồi Phật tử được nhắc nhở mỗi ngày gì, quý vị sẽ cực kỳ siêng năng niệm Phật. Những đức nói cuộc đời mình đi đến cái cõi này, bản thân mình cố gắng, nhiệt tình hết mình, cực lực. Dù như thế nào kệ nó, bản thân của mình cố gắng. Động viên người, động viên mình, động viên mình, động viên người, để mỗi ngày siêng năng niệm Phật. Mười mấy năm những đức niệm Phật, trong lòng những đức bây giờ ưa thích niệm Phật đến mức ngủ mà những đức còn muốn ôm cái máy niệm Phật ngủ luôn. Ôm rõ ràng đúng không? Bây giờ những đức ngủ là những đức lấy cái máy niệm Phật để ngay gần cổ những đức luôn. Ôm cái máy niệm Phật ngủ để niệm Phật luôn. Thích đến mức gì đấy vậy? Bắt niệm Phật lớn lên ôm ngủ, ngủ ngon luôn. Quen đến mức gì luôn. Cảm giác mà nó thích thú như thế nào. Quá thích thú luôn. Nên từ nơi đó mà quý vị phải có cảm giác này. Người ta dài 3 năm ở kia người ta ngao ngán, người ta không muốn niệm Phật nữa, nghe câu Phật hiệu chán ngấy. Còn như Đức càng ngày nó càng gần gũi, càng ngày càng thích thú niệm Phật. Nên như Đức nói người trong chùa mình mỗi ngày siêng năng bấm số niệm Phật hay lắm đó, rất hay. Nhớ kỹ, tu trong chánh điện bước ra các cậu cụ cứ ngồi đâu niệm Phật đi, khỏi cần nói gì, niệm Phật đi. Cuộc đời mình không còn bao lâu đâu các cụ à, siêng niệm Phật đi các cụ.
Phật sẽ rước cái cụ, rước những người siêng niệm Phật. Tu chánh điện xong bước ra là bấm số niệm Phật cái cụ. Ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Cứ như vậy đi, thời gian mình không còn bao lâu đâu. Người trẻ cũng vậy, nên siêng niệm Phật. Mình siêng niệm Phật mình có sẽ có lời khuyên người khác. Mình lười biếng niệm Phật lấy gì siêng người khác? Lấy gì mà khuyên người khác? Thấy không? Rõ ràng không? Mình siêng năng niệm Phật thì mình nói gì siêng năng niệm Phật? Mình làm biết niệm Phật mình lấy gì mình nói đây? Nên những đức siêng năng niệm Phật, những đức khuyên gì rõ ràng thấy không? Rõ ràng luôn. Nó, nên cái phương pháp bấm số niệm Phật này cực kỳ hay. Cả người trong chùa hàng Phật tử đừng bao giờ bỏ. Cứ nắm cái phương pháp này đi. Đơn giản mà đặc biệt. Nên có một đoạn tổ sư dạy rằng bí quyết niệm Phật không có gì lạ, chỉ cần niệm nhiều. Niệm từ lúc mới biết tịnh độ, niệm cho đến khi thuần thục. Rõ ràng không? Càng niệm cho nhiều, bạn càng niệm cho nhiều, vì bạn buông câu Phật hiệu ra là bạn tạo ác nghiệp đó, chứ không phải giỡn đâu. Nên bạn cứ nắm chắc câu Phật hiệu thì bạn duy trì được cái thiện tâm. Bạn buông câu Phật hiệu bạn rất dễ tạo ác nghiệp. Đây là người trong chùa mà còn dễ tạo nghiệp kìa, không chỉ là người ngoài đời. Nên những đứa nó đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật, cả nằm ngủ cũng đeo cái máy niệm Phật. Hồi trưa những đức gặp hai cô này cùng quê, nhưng cách là chỗ nhà nhà đức cũng khoảng cỡ 40 cây. Hai cô cũng khoảng 30 tuổi, mỗi ngày nghe mình giảng pháp. Có một cô nói một câu, mỗi lần con có chuyện buồn gì hoặc làm việc bị stress nặng, con đều nghe thầy giảng là hoàn toàn cởi mở. Trong lòng của con rất là tôn trọng thầy. Nên từ ở xa hai chị em con đi lên đây, nhất định lên chùa thầy cho biết. Mà đi đến đây hồi sáng như đức ở bên Hữu Phát, không đi qua bên kia. Xong người ở đây không biết thì mới chỉ qua bên kia. Con qua bên kia xong người ta mới chỉ qua chùa mới. Chùa mới xong mới chỉ trở về đây, buổi trưa trở về đây. Là thầy biết con đi vòng vòng con đi kiếm. Cuối cùng trở về đây mới gặp Nhân Đức. Nhân Đức nói một câu. Nhân Đức nói rằng cuộc đời con người chỉ cần quyết tâm thì nhất định sẽ thành công. Rõ ràng đấy. Vì coi đi vòng vòng mà quyết tâm, người ta gặp Nhân Đức cho bằng được. Thì ta gặp liền thấy chưa? Nếu như không quyết tâm đi về mất tiêu rồi, chiếc đi. Mục tiêu là gặp Nhân Đức mà không gặp luôn. Đúng không? Quyết tâm được thì từ cái chuyện nhỏ như thôi. Thì chúng ta nói ra rằng nếu cuộc đời chúng ta mà quyết tâm niệm Phật cả đời đi cầu sanh cực lạc, làm gì không giáng sanh. Học Phật mà có mục tiêu rõ ràng làm gì không thành công. Càng học càng có kết quả. Tại gia cũng có thờ Tam Bảo cũng tu được luôn, nghe pháp được luôn. Thì thấy rõ ràng phương pháp tu hướng dẫn cực kỳ đặc biệt. Còn người trong chùa thì được sự hỗ trợ hoàn toàn để bị tu. Tu không được là do tại mình, nhớ kỹ. Tu không được là do thầy mình. Nên mỗi người mình được nhắc nhở gì, quý vị giải đãi niệm Phật là vừa thổi bây giờ. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mình đi giải đãi là do tại mình không hiểu. Chùa này mà nhà đức lo bao nhiêu con người làm bao nhiêu chuyện này là từ đâu niệm Phật mà ra. Sự kiên nhẫn kiên định được là từ đâu, từ niệm Phật mà ra. Tu càng tu càng an lạc, càng cảm giác được tịnh độ là từ đâu, là từ niệm Phật mà ra. Niệm Phật mà làm được gì, những đức biết lợi ích của niệm Phật, làm sao những đức bỏ cuộc? Làm sao mà những đức bỏ cuộc? Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặp thành công. Nhớ kỹ nha. Thành công của người là ngay chăm chỉ, kiên nhẫn, có phương hướng, có phương hướng, chăm chỉ, kiên nhẫn, thành công. Nhớ kỹ. Đã chọn lựa được rồi thì cố gắng chăm chỉ kiên nhẫn đạt đến thành công. Nên mình tu tịnh độ mà đã chọn được ngay có một tịnh độ rồi là tức khắc mục tiêu của mình không còn suy nghĩ gì nữa cả, thành công. Tại vì pháp môn niệm Phật này 10 phương chư Phật tán thán, mà bạn gặp ngay có một tịnh độ pháp môn niệm Phật này thì bạn cứ niệm Phật là bạn thành công. Khỏi cần nói dòng do gì nhiều, bạn cứ mỗi ngày được thúc đẩy niệm Phật thôi là bạn thành công.
Bạn cứ niệm Phật đi, tự nhiên nhiều việc bạn sẽ hiểu. Chỉ có cái người không niệm Phật đi tìm hiểu, đố bạn hiểu ra được cái gì. À, bạn càng chân thật niệm Phật, tự nhiên bạn sẽ hiểu 100%. Nên Ấn Tổ này nói, cõi nguồn tột định thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Rõ ràng không? Cõi nguồn tột định thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Bạn mà không gầy dựng nữa thì chịu thua bạn luôn. À, nhớ kỹ. Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta đến cái cuộc đời này, mỗi ngày nghe giảng pháp gì, chùa chiền mình thứ bảy chủ nhật cộng tu đồ, chúng ta cỡ nào sắp xếp lỡ tu. Dù là nguồn kinh tế bây giờ làm ăn khó khăn, nhưng những đức nói quý vị đi đến chùa mình, quý vị tích tụ được nguồn năng lượng, quý vị có tệ đâu. Không có tệ đâu quý vị à. Được nghe, được nhắc nhở, được vui vẻ, được an lạc, được cởi mở tâm tư. Quý vị làm ăn thì sao mà xuống được. Không có khổ đâu, đừng có sợ. Nên những đức từng nói rằng dù thiếu nợ nặng gì đi chăng nữa thì cũng lấy làm trả anh ta. Nặng nề buộc phiền cũng trả anh ta, mà vui vẻ làm cũng trả anh ta. Vậy thì tại sao mình không vui vẻ mình làm mình trả anh ta? Mình đi buồn phiền lo âu chi tới mình sanh bệnh thêm, mà cũng không làm được ra tiền. Đã buồn rồi làm sao làm ra tiền? Nhớ kỹ, đã buồn làm sao làm ra tiền. Nên chúng ta phải thường vui vẻ niệm Phật an lạc, rồi mình phải làm mình trả anh ta, mình nhận được. Còn hơn là buồn rầu làm trả anh ta sanh bệnh. Hiểu không? Còn mình á, thiếu nợ tiền, thiếu nợ tình, thiếu nợ gì đi chăng nữa thì cũng phải niệm Phật vui vẻ làm để trả anh ta. Thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Đó, cái này là cái quan trọng. Tu hành có phương hướng rõ ràng, bạn học Phật nhất định có lợi ích cực kỳ lớn. Con đường tôi đi học Phật tôi thấy lợi ích cực kỳ lớn luôn. Lợi ích quá lớn. Tại sao bạn học không có được kết quả? Vì bạn học lang thang. Tôi học chuyên nhất, bạn thì lang thang. Bạn nghe đầu nào bạn cũng ngóng, bạn nhìn, nên bạn không được thành công. Còn tôi có mục tiêu cực kỳ chuẩn xác, cắm gốc cực kỳ sâu, là ngay câu Phật hiệu. Ngay câu Phật hiệu như đức gầy dựng được, nên như đức thành công cao. Nên mỗi một người nên gầy dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.